đăng ký mua tài liệu học cờ trên các thiết bị thông minh Android, iPhone, iPad, máy tính, laptop. Liên hệ Zalo 0904874002. Xin kính chào các bạn yêu cờ. Trong video ngày hôm nay, kênh Học Tuấn Lai sẽ gửi tới các bạn bài bình luận và phân tích về cái thế trận hậu thủ và hai bình 3 để chống lại tiên chỉ lộ của kỳ thủ số một đường thời ở vương thiết trước một kỳ thủ giang hồ đánh trên sân chơi online thiên thiên tượng kỳ vào tối ngày hôm qua ở trong video này thì đối thủ bên đỏ đi tiên đã lập tức cầm binh 7 đến một chơi tiên chỉ lộ để tấn công bên vương đối lại bằng hệ thống pháo 2 bình 3. Đây là những nước hệ thống khai cuộc rất là cơ bản. Chuyển tiếp pháo 2 bình 5 đến từ bên tiên ở vương tượng 3 tiến 5. Sau khi vương thiết đi tượng 3 tiến 5 thì bên đỏ có rất nhiều nhánh cờ có thể chơi tiếp. Các bạn thấy được là bên đỏ người ta hay chơi trong cái khai cuộc hiện đại đó là phần án khởi mã 2 tiến 3 để cho bên đen có thời cơ bình 3 tiến 1. Sau đó là những cái thủ pháp ra trực xe và thúc được con bình bạc qua sông đây là cái trận pháp rất là căng thẳng và đấu công ở trong cái chiến pháp ngày hôm nay thì đối thủ đã đi khác biến, anh ta không đi phương án 2 tiền 3. Ở à ngoài phương án này thì có rất nhiều biến khác mà bên đỏ có thể chơi tiếp như là mã 8 tiền 9 hoặc là lên tức tự 7 tiền 9 trước để tránh đòn cũng được. Nhưng mà trong cái trận này thì bên đỏ đã lựa chọn cái biến hóa là sĩ 6 tiền 5. À, ngoại tinh lên khách lập tức cho đi biến hóa mã 8 tiền 7 khởi mã chính lộ. À, bên tiên mã 2 tiền 3 À, sau khi kỳ thủ bên đỏ đi 2 trên 3 ở đây để có thể ra xe một bình 2 đồng thời sẽ có lớp cờ mở bình 3 lên để thông lộ ở à, bên đen có rất nhiều nhánh có thể chơi tiếp ở trong hình thì kỳ thủ số 1 đương thời đã đi phương án xe 9 bình 8 à, ngoài ra có một biến khác thì mình cũng giới thiệu qua của các bạn đó là bên đen có thể đi phương án mở bình 7 ngay đây là cái biến mà nó khiến cho bên đỏ sẽ bị kém vị còn mã 3 ở trong khai cuộc thì tất cả những điểm khuyết đều có sự bù đắp hết. Chúng ta sẽ xem nhanh cái hình cục này có thể diễn ra như sau. À, bên đen sẽ có thủ pháp mở pháo 8 bên 9 để phân xe, ăn ngay, thoái về. Và liên tiếp mạng 8 tiến 7. Đây là cái hình thế mà hai bên sẽ có cái thế phản công khá mạnh về sau. Chúng ta sẽ quay lại thực chiến để hình cờ để các bạn có thể xem cách thức mà hai cao thủ triển khai. Đây là một cái trận đánh mà hai uh, cao thủ đi rất nhiều những cái biến được coi là tối ưu. Ở trong cái trận pháp này thì bên đen của ngoại tinh Lê Khách đã ra xe 98 ngay À bên tiên xe một bình 2 và bên đen của ngoại tinh Lê Khách tiếp tục anh ta đã phóng con vào 8.4 à, để phong tỏa vị trí xe của bên đỏ. À, các bạn thấy được là bên uh, đen của ngoại tinh Lê Khách có hình thế khai cuộc tương đối đẹp ở đây. Ở trong cái bối cảnh này thì bên đỏ có khá nhiều biến có thể chưa tiếp à, như là phương án pháo 8 bình 6 hoặc là phương án bình 3 tiến 1. Ở đây thì bên đỏ không đi biến hóa này bởi lo ngại là bên đen sẽ có thời cơ nhấc được bình 7 lên và hình thành cái thế có thể yêu được con bình 7 khi có pháo được vật lên đường ăn tốt ở lỗ 7 của bên đen. Ở trong cái thực chiến ấy, thì kỳ thủ bên đỏ đi một nước cờ khá hay và cũng khá dị biệt Đó là phương án mở thông binh ở lộ 3 lên để cho vương có thể thời cơ bình con pháo vào che đòn Sau khi các bạn nhìn thấy là bên đen đi nước cờ là pháo 8 bình 7 Thì đang che mặt xe nó khiến cho các trận hình của bên đỏ đang có phần khó đi Nhưng mà đây thực chất lại làm trong đúng cái khai cuộc được coi là mạnh nhất ở thời điểm hiện tại Do các phần mềm mạnh nghiên cứu và triển khai ở à, tới đây thì các bạn sẽ cùng xem bên đỏ đi tiếp như nào anh ta đi phương án mã 8 7 khởi mã chính lộ à, đi thẳng vào vị trí mà bên đen có thể công bằng phương án cờ là đi nó cờ nối tiếp là bình 3 tiếng 1 nhưng mà à, kỳ thủ bên đỏ đánh hay ở cái phần khách cuộc anh ta đã nắm bắt hết được những cái điểm khuyết trong trận hình ở đây thì các bạn thấy được là trong cái bối cảnh thực chiến thì kỳ thủ số 1 đường thời đã lập tức đi nó cờ binh 7 1 phế tốt Phế tốt để cho bên đỏ ăn tốt qua. Sau đó là phương án bình 3 tiến 1. À, thì sở dĩ bên vương muốn phế tốt như này là về sau có thể đưa được con xe 8 tiến 4 lên để không chế cao điểm. Đồng thời ngăn trước cái đường nhảy của con mã 7 tiến 6 về. Và sau. Mình sẽ quay lại một chút cùng các bạn. Ở đây nếu mà bên đen không đi đất cờ phế tốt tranh đường mà đi đất cờ là mã 2 à, tiến 1 thì sao? À, theo cái biến phát triển này thì khi đó thì bên đỏ sẽ có thời cơ để đưa được con mã 7 tiến 6 lên để hình thành thế công Với lại có ra xe thì có thể ra tiếp được con pháo 8 bình 6 để che mặt Các bạn thấy được là đây là cái hình cờ mà bên đỏ có thể nói là khá là dễ đi Ở trong cái biến này thì bên đen cũng có thể đi một biến khác đó là phương án pháo 3 tiền 4 để vật tốt Nhưng mà đây nó có khiến ra cái hình cờ nó cũng khá là trơ Chúng ta sẽ cùng xem thì uh, danh thủ ở vương nhất anh ta đã đi khai cuộc binh 7 tiến 1 ở à, bên đỏ ăn ngay và tiếp tục là phế binh. Đây là cái biến hóa mà phế hai đầu binh để tấn công lực quân. Ở à, bên tiên sau khi bị vương đánh như này thì có rất nhiều biến để các bạn có thể cùng xem. Ở trong cái bối cảnh thực chiến thì bên đỏ đã đi phương án binh 5 tiến 1. Ngoài ra thì hai biến khác như là mã 7 tiến 6 và phương án binh 3 tiến 1 thì mình cũng sẽ phân tích nhanh cùng các bạn cả hai biến hóa này đầu tiên đối với bên đỏ đi biến hóa làm binh ba tiến một thì sao đây là cái biến mà hai bên sẽ cùng nhau thi triển lực tốt để tấn công vật ngay và gác sĩ lên an thoái về và phương án vật qua các bạn thấy được đây là cái hình thế mà bên đỏ có thể nói là không thật sự yêu khi mà bên đen đã thò được con binh ba của sông hai bên tương đối cân bằng nhưng mà trong cái thế đi tiên thủ mà bên ở đen ta có thể đứng cân bằng thì vẫn là cái hình cờ trạng thái cờ mà bên đen đã có hình thế đi khai cuộc khá đẹp ở còn một trong cái biến khác ở đây nếu mà bên đỏ không đi nó cờ chạy đua tốt bằng phương án binh ba mà mở thông lỗ mã lên cái trục 6 thì sao ở khi đó thì bên đen có thể ăn tốt lên thôi bên này có vật đây thì sẽ là cái hình thế mà có lẽ là sẽ vẫn là khá cân mình sẽ cùng các bạn và xem nhanh cái các cái biến hóa này. Đây là hình cờ mà hai bên sẽ khá cân bằng và có thể sẽ rất là dễ hòa và chơi cờ vì sau. Chúng ta sẽ quay lại thực chiến của ván đấu. Ở trong cái bối cảnh này thì bên tiên đã không lựa chọn cả hai biến hóa trên mà đã lập tức đi phương án binh 5 tiến 1. Đây là cái biến hóa nó vẫn duy trì được ưu thế tiên thủ của bên tiên. Đồng thời sẽ nối tiếp là đường cờ là thoát được con mã 7 tiến 5 hình thành hệ thống phó đồ ma đội về sau mã 7 đến 5 vương rẽ tốt vào và đấm binh lên ngay ăn tốt lên pháo 5 tiền 3 chủ tướng ép vương phải lên xị 6 phòng thủ và phương án tượng 7 đến 5 lên kết tượng các bạn thấy được là sau khi bên đỏ đi được con vị trí tượng lên liên kết sẽ mở được con xe mặt còn xe 9 bên có thể bình 6 tấn công đồng thời nó sẽ khiến cho các lực quân của bên đỏ ít bị kiềm chế hơn khi con xe 2 tự nhiên được tự do hơn ở trong cái bối cảnh này thì các bạn sẽ cùng xem Vương đã lập tức ăn xe ngay, ép bên đỏ phải thoái về, sau đó là Phương Án khởi mã quy, ở đây thì các bạn sẽ quay lại một chút, ở trong cái bối cảnh này nếu mà Vương đổi biến một chút thôi, chỉ sai nhịp một chút mà lên mã trước chứ không ăn xe ngay thì khi đó thì bên đỏ sẽ ăn xuống trước và đẩy được con mã thoái về, do tượng 7 tuyến vừa tuyến năm nên đây là cái hình thế mà bên đỏ sẽ có hình thế là phản công tích cực hơn vào trận hình của bên đen. Các bạn xem thì khi các cao thủ triển khai quân thì chỉ một nước trước nước sau thôi là cũng thay đổi cục diện của ván đấu đi rất là nhiều. Ở trong hình cờ thì bên đen của Vương đã ăn cây ngay để cho bên đỏ phải thoái mã về và phương án mã 2 tiến 4 khởi mã quy. À bên đỏ nhảy tiếp mã 5 tiến 6 để hình thành thế công đồng thời tránh đi những cái đường phản của con binh ở lộ 4 khá mạnh. Ở đây thì các bạn cũng thấy được nếu mà bên đỏ sai lầm chạy con xe 9 bình 6 đây để bắt tốt bắt mã thì cũng không được. Khi đó thì bên đen sẽ của Vương sẽ nhảy tiếp được con uh, mã 4 tiến 3 ngay. Đây là cái hình thế phòng thủ rất là khỏe của cái thủ bên đen là ngoại tình lại khách. Ở trong thực chiến hình cơ, bên đỏ đã đi nước cờ là mã 5 tiến 6. À bên uh, Vương đã đi nước cờ là bình còn uh, mã nhảy mã 7 tiến 5 để che trung lộ đồng thời là đỡ đòn. Ngoài ra cũng có thể đi một biến khác như là biến hóa mã 4 đến 3 ở đây. Các bạn có thể thấy đây là cái biến hóa nó khá là phức tạp và cầu công về sau. Ở à bên tiền có ghim quân ở đây thì bên đen sẽ đi tiếp được con binh 4 tiến 1 tạo lên cái hình thế mà hai bên sẽ cùng đua tranh ác liệt ở cái phần giai đoạn chung cuộc. À chúng ta sẽ xem trong thực chiến của hình cờ thì bên Vương đã cho phương án mã 7 tiến 5 để lối mã đi đường trung tâm, đồng thời phòng thủ luôn các lực quân của bên đỏ. À, bên tiên chạy xe 9 bình 7 bắt pháo, à, vương chạy xe tranh tiên, pháo thoái bình qua lộ 6, sau đó là phương án à, tiến pháo 3 tiến 2 lên để phòng thủ. À, bên đỏ vật ngay, à, vương phát triển mã lên vị trí đầu tượng khá đẹp. À, mã 2 tiến 3 phát triển thế công và ngoại tình là khách đã lập tức tiến xe 2 tiến 6 lên để không chế điểm phát triển tiếp theo của con mã lộ 3 của bên đen tiên đồng thời là đang có ý đồ là bắt tốt 9 về sau. Ở à bên đỏ dễ tốt vào và Vương đã phát triển liên hoàn mã, anh lập tức nhảy khỏi điểm mã quy bằng phương ngàn mã 4 tiến 2. Thì sau khi mình xem lại và đấu lại thì có thể nhận thấy là kỳ thủ bên đỏ đánh ở giai đoạn khai cuộc rất nét, hầu như là không có một nước nào yếu cả còn ngoại tinh là khách thì rõ ràng bởi cái phong cách chiến thần của mình và am hiểu trận pháp vô cùng ác liệt thì anh ta xử lý những trong những cái hình cờ tương đối phức tạp này cũng rất là hay, không có nhiều điểm khuyết để cho bên đỏ có thể tấn công. Các bạn thấy vừa thấy trên hình cờ là ngoại tinh là khách đã xuất chiêu đầu tiên, anh lập tức đi phương án mã 1 tiến 3 khá là ảo ảnh. Ở đây thì các bạn cũng thấy ngay là tượng không thể ăn lên được, tượng ăn lên thì ở pháo 7 tiến 3 thua ngay. Ở vương có thể đi mã được vào vị trí rất là ảo diệu ở đây ý tưởng là sẽ vật con pháo đi để tranh tiền đoạt thế. À, bên đỏ rẽ vào bắt mã của vương. Ở đây thì vương thiết đã không thoái mã về bởi đây là cái biến nó khiến cho bên đỏ cái hình thế nó tấn công hay hơn. Anh lập tức chém pháo ngay. Ép lên sĩ và phương án chạy còn C2 bình qua lũ 6 để phòng thủ và bắt quân. Ở à, tới đây thì hình thành cái thế cờ tàn mà còn pháo mã tốt công xe mã tốt của bên đỏ đây là cái hình thế mà hai bên vẫn là cân bằng thôi chúng ta sẽ cùng xem cách thức mà vương triển khai hệ thống của mình như thế nào thoái về sau đó là phương án thoái sĩ phòng thủ lắc qua cái đường lắc phía sáu bình tám của vương cũng khá là ảo ảnh các bạn sẽ thấy được ở đây nếu mà bên đỏ sai lầm mà thoát mã lên thì sao khi đó vương sẽ có thời cơ lắc tốt vào có vị trí tốt ở đây khiến cho con mã phải thoát về khi đó Vương có thể thoái tiếp là còn pháo về thủ thôi. Vương vẫn ưu thế một chút khi có binh năm khá mạnh đồng thời con pháo cho hình cửa này là có tác dụng diệt tốt về cửa tàn nó hay hơn là bên đỏ một chút. Ở đây thì các bạn lưu ý là không thể thoái mã về đây được. Thoái mã về đây thì bên đèn sẽ tiến đây thì mất cây ngay. Lắc có xe qua thì vật ngay các bạn có thấy được đây không phải là một cái ván nó khá là đối công ở cái phần Trung Quốc Nhưng đây là cái mà ván mà hai bên thì triển rất chính xác ở các uh, tác chiến về khai và Trung Quốc ở Trong thực chiến thì khi bị uh, Vương Bình qua đây thì bên Tiên đã thoát mã bàn thoái một Lấy thoái làm tiến để mở đường cho lực cờ tiếp theo có thể nhảy mã 1 tiến 2 à, uh, Vương đó cho lắc đốt vào trung tâm uh, Các bạn lưu thấy được là Vương tiến đây thì bên đỏ người ta phát triển được mã lên ngay và che luôn đường xe À, bên tiên cũng sẽ rút qua tránh khỏi vị trí của điểm tượng à, ngoại tinh là khách sĩ năm tiến 6 đang có thủ pháp làm méo hình để thu pháo về hậu công đúng theo cái khẩu quyết cờ toàn pháo hoa rất kinh điển của cờ tướng thoái về ở vương lắc pháo qua à, bên đỏ cũng không phải tay vừa lập tức chuyển qua để mời đấu quân các bạn thấy được nếu mà đấu quân ở đây thì hình thế nó khá là cân bằng có lẽ là sẽ hòa thôi À, vương bình có xe vào trung lộ để hộ công con tốt đầu à, Bên đỏ tiếp tục bình 6 tiến 1 à, Vương lên, ăn tốt qua thì con mã 4 tiến 5 các bạn có thể thấy được ngay Vương thoái pháo về, sau đó là phương án giật con xe 2 thoái 2 để cướp tốt Lắc qua, là mã lên và phương án tiến qua đây để bắt tốt Giật lên, vương đã cho lắc xe qua Đang mai phục cái thủ pháp là có thể ăn tốt 9 của bên đỏ đồng thời sẽ tấn công đường biên và đưa được con uh, binh ở trục 6 tiến xuống trước khi vương tấn công lao mã lên, và tin là khách tiến chiếu ngay, ép bên đỏ phải thoái sĩ về và phương án tiếp theo vương đã đi đất cờ là binh 6 tiến 1 để dần dần áp chặt trận hình để tạo dựng công thế. Ở trong cái bối cảnh này thì kỳ thủ bên tiên đã đi nước cờ có thể nói là ảo ảnh bằng phương án mã 3 tiến 4 chém mã một sĩ ngay. Các bạn thấy được là theo những tư duy thông thường thì người ta sẽ thường ít chơi bên này mà sẽ có hai tình huống cờ có thể chơi tiếp một là phương án mã 3 tiến một ở trên mã ở đây đi thì hình thành cái thế cục mà nó sẽ cũng khá là cân thôi mà trong cái thực chiến chúng ta sẽ cùng xem biến đỏ đi như thế nào ở đây thì bên tiên các bạn thấy được nếu mà ăn tốt xuống đây ở khi đó thì bên đèn có thể là đi vẫn là đi tốt trước cũng được hoặc có thể đơn giản qua đây và đây vẫn là cái hình thế cờ mà nó cũng vẫn là cân à, Nhưng mà không hiểu vì sao Bên đỏ đã đi một nước cờ khá ảo Bằng cái nước cờ là phế mã Và sĩ Đây là cái biến hóa nó khiến cho ngoại tinh là khách đã phải giật mình Chiều tướng ngay ép ăn lên và đi được cờ tiếp theo bình 4 đến 1 các bạn thấy được đây là hình thế mà bên đỏ mặc dù đã kém quân chủ lực bằng kém mã nhưng mà đã phá tan được hai sĩ của bên đen ở à, đây là cái hình thế mà sau ngay sau nước cờ này thì bên Vương đã nhìn vào cái trang cá nhân của kỳ thủ bên tiên Và anh ta đã bấm một cái nút rất là quen thuộc Đối với những người bạn hay xem những chương trình phát trực tiếp của ngoại tin là khách Đã bấm nút là báo, báo cáo thân lận tức là báo vi phạm phần mềm Bởi Vương nghĩ rằng đối với những người chơi cờ thông thường thì không ai người ta lại phế mã như vậy Sau đó chúng ta sẽ cùng xem hai bên sẽ thi triển như thế nào à, Vương tiếp tục à, tiến binh xuống đe dọa sát cục bằng đường cờ là đánh sĩ à, Bên đỏ phòng thủ trước Vương đập ngay ở trong cái bối cảnh này thì vương đã không an sĩ bởi anh lo ngại nếu an sĩ thì sẽ bị chậm nhịp trong hỗ trợ phòng thủ đã lập tức đi nước cờ là xe một thoái một và chuyển qua đây để hậu giá thân trinh đây là cách mà vương có thể chuyển nhanh xe qua lộ 6 để phòng thủ lắc qua và hai bên tới đây đã có những cuộc đua tốt thần kỳ ai bên nào nhanh hơn và áp sát kiểu cùng hơn là sẽ người phải giành thắng lợi về sau và có rất nhiều ưu thế về cờ tàn các bạn thấy được là trong cái ván cờ này thì kết quả cuối cùng thì chúng ta chưa biết thế nào nhưng mà trong cái giai đoạn đầu khai và Trung cuộc thì biển đỏ đánh rất hay và những người mà có thể so đo song phẳng với vương thứ nhất trên kỳ đàn hiện nay thì rất ít cho nên là việc mà lý do đối với những kỳ thủ đánh với anh mà đi được những đường cờ xuất chúng thì vương rất hay có cái hành động đó là anh ta báo cáo đối thủ gian lận ở khi ngoại tinh là khách đưa tiếp con pháo sầu tuyến hai ở đây thì các bạn nhìn thấy là đang đe dọa khá nhiều đường cờ À, có thể bất ngờ chuyển phá vào trung lộ hoặc có thể lắc qua lộ 8 để phế quân khi mà bên đỏ có thời cơ đưa con tốt vào ở uh, hàng phòng tuyến của bên đen để tấn công. Ở đây thì bên đỏ cũng có thể đi phương án là bình một ngay để nhanh bước hơn. Ở trong cái bối cảnh thực tế thì kỳ thủ bên đỏ đã phòng thủ trước bằng phương án xị uh, sĩ sau tuyến nam. Đây là cái biến hóa nó khiến cho bên uh, tiên có phần nào đó chậm nhịp khi cuộc khinh công tốt về sau. Ở đây nếu mà bên đỏ đi phương án lắc qua đây thì sao? À, khi đó Vương vẫn có thể phòng thủ được Bằng cái phương ăn cờ đó là Rẽ con pháo qua đây Các bạn thấy được là đang phục cũng rất nhiều cái thủ pháp Trong cái bối cảnh này nếu mà bên đỏ ăn đi Thì Vương có thể là ăn giật với tốt thôi Thì vẫn có thể thi đấu được Còn trong cái bối cảnh mà Tiến còn xe 1 Tiến 2 Để đưa tốt vào trung tâm Thì bên tiên, bên đen của Vương có thể là vỗ chiếu Sau khi các bạn thấy được là Vương vỗ chiếu Thì hoàn toàn con pháo đứng ở cái trục nam hoàn toàn có thể phòng thủ được các đường tấn binh của bên tiên ở trong thực chiến khi vương đi nước cờ là phòng sau tuyến hai như trên thì bên đỏ đã cho phương án lên sĩ trước ở tới đây thì hai bên sẽ đi khá nhanh các bạn sẽ cùng xem vương lên tướng trước để tránh điểm khai thác của bên đỏ lắc qua và phương án thoái về bây giờ là hai cuộc đi tốt của cả hai bên hai con tốt từ hai đường biên đang dần dần áp chặt vào trận hình chúng ta không biết là kỳ thủ bên đỏ có phải là một sóc que không nhưng mà sau đó thì chúng ta sẽ cùng xem ở vương không thể ăn pháo qua được các bạn vương ăn phá qua thì bên đỏ khi có con đầy thì các bạn thấy là bên đỏ sẽ thắng thôi chắc chắn là vương không đi như vậy anh tiếp tục đi tốt bình ba tiến một à bên đỏ thì đây đã vô cùng sai lầm cũng đua tốt với nhất nhưng mà con tốt của ngoại tinh là khách mặc dù có một con và mặc dù là bên đỏ còn sĩ để phòng thủ nhưng mà còn tốt của bên đen đứng ở lục 3 lại lợi hại hơn rất nhiều so với bên tiên. Ở trong cái bối cảnh này thì bên đỏ đã đi nước cờ tiếp theo là binh 2 đến 1. Đây được coi là nước cờ không mạnh. Có thể là trong cái phần đầu khai cuộc thì bên đỏ có sử dụng phần mềm nhưng mà trong cái từ đây thì anh ta đã đánh theo quán tính của mình rồi đã rất tự tin để bỏ máy tính đi để so đo công lực với kỳ thủ số một đường thời thì đây là một cái biến hóa vô cùng sai lầm đúng ra là bên tiên trong cái bối cảnh này nên đi phương án là xe 3 thoái 1 về để có thể chuyển qua lộ 6 để phòng thủ thì nó hay hơn. Ở trong thực chiến thì bên tiên đã đi phương án binh 2 tiến 1 để cho vương đã có thời cơ để tiến con đây xuống. Các bạn thấy được là sau khi bên đen đứng vào cái vị trí này thì các lực quân của bên đỏ không còn lo ngại nữa. Có thoái về thì cũng không kịp. Lắc qua vương rẽ được còn tốt vào khống chế trung tâm. Đá vào và vương tức chuyển còn xe 6 bình hai ngay. Từ đây thì các bạn thấy là thua rồi, đang đe dọa sát cục. Ở đây thì bên đỏ trong thực chiến đã cho thoái sĩ về, vương cắm đây, lắc qua tránh và đi tốt vào đây để đe dọa đập sĩ. À, bên đỏ đã thua. Các bạn cũng thấy ngay là trong cái bối cảnh này nếu mà lắc qua đây thì vương chuyển qua đây thôi chứ không nhất thiết phải ăn pháo về. À, thì bên đỏ cũng hết lực đánh và buông cầu nhận thua ở trong video này kết thúc tại đây rất mong các bạn sẽ tiếp tục like đăng ký để đón chào những mới của kênh đây là một cái ván đấu mà hai bên thi triển rất là khét về cái phần khai trung cuộc đều rất là đỉnh cao mặc dù không có quá nhiều điểm quyết và sâu sát nhưng nó là cái phần trung tàn cực cao của cả hai bên xin chào hẹn gặp lại các bạn trong những video tới